rộng làm những việc phúc thiện, tích âm đức thấu tận lòng trời. Giảng rộng. Trong văn trước, từ chỗ chưa từng bạo ngược với dân, đến đây là 5 câu. Đều nói những việc mà đế quân đã làm, tích tụ âm đức, nhưng thật ra không thể nào kể hết được, nên dùng hai chữ rộng làm là để nói khái quát hết thảy. Nguyên bản dùng chữ âm chất, nguyên có xuất xứ từ Thiên Hồng Phạm trong sách Thượng Thư. Căn cứ theo chú thích của Sái Tầm đời Tống thì đó là những việc đã mặc định, nghĩa là trong chỗ u mặc âm thầm có người không thấy không biết, nhưng đã có sự âm thầm định đoạt quyết định sự việc phải như thế. Nhưng theo nghĩa ấy thì không thích hợp với câu văn ở đây, mà nên hiểu nghĩa là âm đức mới đúng. Chính theo ý này của tiên sinh An Sĩ mà khi việc dịch, chúng tôi cũng thường dịch theo nghĩa âm đức, rất hạn chế dùng lại chữ âm chất như nguyên bản. Nguyên bản dùng chữ thương khung, nghĩa là cao xanh, để chỉ trời cao. Chữ thương nói về màu sắc, chữ khung nói về sự cao rộng. Nếu nói theo màu sắc, như cung điện mà chư thiên ở thì hợp với chữ thương, vì trong kinh nói là có màu lấp lánh như ngọc lưu ly xanh. Nếu nói theo hình thể đo lường cao rộng thì hợp với chữ khung, vì dưới tầng trời Đao Lợi quả thật cách mặt đất chúng ta đến 84.000 do tuần. Trưng dẫn sự tích. Làm vị quan tốt ở Thanh Hà. Đế quân kể rằng, ta từ sau khi lìa bỏ đường ác. Ý nói từ sau khi đế quân được gặp Phật, nghe Pháp. Sinh ra tại nước Triệu, làm con trai Trương Vũ, được đặt tên là Trương Huân. Sau trưởng thành, làm huyện lệnh Thanh Hà. Ta từ lúc làm quan luôn giữ tâm sáng suốt, khoan hậu nhân từ, không nỡ xem thường kẻ dưới, đối với thuộc cấp như bạn hữu, đối với dân chúng như người thân trong gia đình. Thuộc cấp có điều sai trái lầm lạc, ta giúp sửa đổi cho chính đáng. Đối với người lười nhác giải đãi thì dùng lời khích lệ khuyên bảo, đối với người thô lỗ cọc cằn thì nhẫn nại dạy dỗ khiến cho cải hối, đối với kẻ quỷ quyệt xảo trá thì tra xét tường tận làm rõ tất cả, đối với kẻ so đo hơn thiệt chuyện bổng lộc thì đem đạo nghĩa ra dạy dỗ, đối với kẻ tranh biện chê bai chuyện lễ nghĩa pháp chế thì đem lẽ tình cảm mà hiểu dụ, đối với kẻ giặc loạn trộm cướp ta liền làm rõ mà bắt phải bồi hoàn tiền bạc đúng mực, đối với kẻ gây thương tổn cho người khác ta bắt phải nhận lỗi và bồi thường thiệt hại, đối với kẻ lần đầu phạm lỗi có thể khoan dung ta khuyên răn rồi tha thứ, đối với kẻ phạm tội không xuất phát từ bản tâm có thể dung thứ ta cũng tha bổng, cạn hết lời lẽ, dốc hết sức lực mà dạy dỗ răn nhắc mọi người noi theo đạo lý phép tắc. Nếu như xảy ra sơ suất trong việc xử án kết tội, có người vì thế chê bai là dung túng kẻ xấu, ta đều chấp nhận lắng nghe. Ta giữ chức quyền lệnh trong 5 năm, mưa thuận gió hòa, dịch bệnh không phát sinh. Dân chúng mỗi khi cúng tế trời đất đều xưng tán ngợi khen ta. Lời bàn. Đời nhà Hán có nhiều vị quan tốt, nhưng liệu có ai được từ hòa, thương yêu chia sẻ nỗi khổ của dân, đau xót với nỗi đau của dân như đế quân chăng? Khảo cứu trong thư tịch ghi chép về quan lại, chỉ thấy có Trương Vũ là ông quan tà dạy hư hỏng, không thấy nói đến người con là Trương Huân làm quan đức độ. Vậy thư tịch ghi chép liệu có nên tin tưởng hoàn toàn được chăng? Đại Tiên núi Tuyết Sơn. Đế quân kể rằng, ta vào triều Chu U Dương. Chu U Dương là vị vua cuối cùng của nhà Tây Chu, trị vì từ năm 781 trước công nguyên đến năm 771 trước công nguyên. U Dương bạo ngược vô đạo, mê đắm bao tử, phế bỏ thái tử và hoàng hậu. Bị cha của hoàng hậu là Thân Hầu khởi binh hợp với nước Tần và quân Khuyển Nhung kéo về đánh, phải bỏ chạy rồi bị giết ở Ly Sơn. Sau lập con trưởng của ông là thái tử Nghi Cửu lên kế vị, tức Chu Bình Dương, mở đầu nhà Đông Chu, dời Thiên Đô về phương Đông. Do Thẳng Thắn can gián mà bị bắt tội chết. Khi ấy, U Vương dẫn đế quân Thẳng Thắn can ngăn, bắt phải uống rượu độc mà chết. Chú giải của soạn giả. Hồn phách không có chỗ về, lẩn quất nơi cung điện than khóc trong 3 ngày. Vua nghe tiếng khóc cho là yêu quái, lệnh cho quan đình thị cứ nghe theo tiếng kêu khóc mà bắn tên. Khi ấy ta mới bỏ nước của U Dương mà đi, một lòng hướng về phương Tây.
ta đi qua Mân Sơn, Nga Mi Sơn, rồi rời xa đất Thục, bay vượt qua nhiều ngọn núi cao vút. Xa trông về hướng Tây, thấy có một đỉnh núi vừa cao vừa rộng, ước đến hơn trăm dặm, tuyết phủ giá lạnh, ta không phải cảnh nơi trần thế. Núi này đã nằm về biên giới với Thiên Trúc, tức Ấn Độ, gần nước tên là Phạm Diễn Na. Pháp sư Huyền Trang từng đến nơi này. Chú giải của soạn giả: Sơn thần là Bạch Quy nói với ta, núi ấy tên là Tuyết Sơn. Xưa Đức Đa Bảo Như Lai tu hành ở đó, qua 8 năm thì thành đạo. Đức Thích Ca Như Lai từng ở núi này tu hành khổ hạnh 6 năm. Nếu nói Đa Bảo Như Lai thì tức là vị cổ Phật trước đây của hiền kiếp này, sơn thần làm sao biết được. Hơn nữa, danh hiệu của chư Phật còn tùy theo mỗi nơi một khác, chẳng giống nhau. Trong kinh có nói rằng, một danh hiệu có vô số Phật, một vị Phật có vô số danh hiệu. Do đó, chắc hẳn ở đây sơn thần nói Đa Bảo Như Lai là chỉ đến Đức Thích Ca Như Lai. Chú giải của soạn giả: Sao ông không lưu lại nơi núi ấy? Ta nghe theo lời sơn thần, ở lại núi ấy. Không lâu sau, Ngọc Đế có chỉ ban xuống, phong ta làm Tuyết Sơn Đại Tiên. Lời bàn: Đế quân chấp chưởng việc khoa bảng của nhân gian, ngang hàng với chư tiên, đều nhờ những việc làm phúc thiện thật sự thấu tận lòng trời. Chỉ riêng một việc này khác biệt: những người được Ngọc Đế ban phong đều phải nghe theo mệnh trời. Trời đã có thể ban cho vinh hiển thì cũng có thể bắt phải bần tiện. Chỉ riêng bậc tu hành xuất thế, hoặc được giảng sinh về Tây Phương Tịnh Độ, hoặc tạm tái sinh nơi các cõi trời tứ thiền thuộc sắc giới, mới có thể tự do tự tại, không phải nghe theo mệnh lệnh từ Ngọc Đế. Nếu ai có thể giữ tâm hiền thiện như ta? Giảng rộng. Trước hết phải hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ giữ tâm, sau đó mới giảng đến ý nghĩa có thể như ta. Hơn nữa, trước hết cần phải hiểu được tâm là gì, sau đó mới xét lại ý nghĩa của việc giữ tâm với không giữ tâm. Cũng giống như dạy người giữ gìn vật báo thì trước hết phải chỉ rõ vật báo ở đâu. Sự phân biệt giữa lòng người với tâm đạo từ xưa đến nay trong đạo Nho được các bậc hiền thánh truyền nối cho nhau, xem đó là mạng mạch chân chính. Nhà Nho nói rằng đạo là cội nguồn lớn lao phát xuất từ trời. Khái niệm này được Đổng Trọng Thư, một nhà Nho danh tiếng vào thời Tây Hán, đưa ra. Nhưng bất quá, đó cũng chỉ là một cách nói rất mơ hồ, trừu tượng, lại cũng không phải là tông chỉ của cái gọi là đạo theo như Khổng Nhan truyền lại. Khổng Nhan, tức Khổng Tử và Nhan Hồi, được xem như những vị tiên thánh của đạo Nho. Thế mà các nhà Nho lại có ý bán bổ đạo Phật, hoàn toàn vô cớ tự đưa ra thuyết Phật gốc ở tâm, Nho gốc ở trời. Đâu biết rằng như vậy đã là tự hủy hoại đi chính cái tâm học rất quyên áo sâu sắc ban đầu của Nho giáo. Tự nguyện mang bảo vật quý giá nhất của đạo Nho mà quy về cho đạo Phật, thật hết sức đáng tiếc. Lại có những kẻ hậu học mù mịt không hiểu biết, lại hùa theo thuyết ấy mà phụ họa. Biết bao giờ mới có được bậc đại thánh hiền đủ sức chấn chỉnh sự sai lầm như thế. Học vấn thánh hiền truyền dạy không ngoài việc giúp ta được tâm tự do tự tại, thoát khỏi mọi sự ràng buộc. Tâm đã thoát khỏi mọi ràng buộc, có ai còn trở lại cầu điều chi nữa? Một tâm cầu, một tâm thoát, dường như là có hai tâm riêng biệt. Nếu không có hai tâm riêng biệt, sao lại phân biệt gọi là cầu với thoát? Chính ở chỗ này phải tận lực nghiên cứu, nghiền ngẫm, không thể chỉ xem xét qua loa mà được. Nho giáo luận về tâm đạt đến thuyết rỗng rang sáng suốt không mê mờ, trọn đủ lý lẽ ứng hóa thành vạn sự, có thể xem là tinh vi thuần khiết đến mức cùng cực. Thế nhưng ý tưởng đó vốn có xuất xứ từ những giảng giải trong các kinh Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm của đạo Phật, xét từ sau thời Khổng Tử, Mạnh Tử cho đến trước thời Trình Hạo, Trình Di, Chu Đôn Di. Chu Đôn Di cũng thường được gọi là tiên sinh Liêm Khê, là nhà Nho nổi tiếng vào đời Tống, sinh năm 1017 và mất năm 1073, là người học theo lý thuyết của Trình Hạo, sinh năm 1032, mất năm 1085, và Trình Di, sinh năm 1033, mất năm 1107.
Cả ba người đã có những đóng góp đáng kể vào học thuyết cũng như tư tưởng của Nho giáo. Thì trong Nho giáo không hề có thuyết ấy. Chu Hy tên tự là Nguyên Hối, tự Hối Am, sinh năm 1130, mất năm 1200, là người kế thừa lý thuyết của Chu Đôn Di nhưng đã phát huy đến mức hoàn chỉnh hơn nhiều. Phát khởi thuyết này, ở đây muốn nói đến những ý tưởng mới của Chu Hy trong sách Đại học Chương Cú, có thể xem là có công đóng góp cho Nho gia. Năm 18 tuổi, Chu Hy tìm đến theo học với Lưu Bình Sơn. Lưu Bình Sơn có ý cho rằng ông muốn theo đường khoa cử công danh, liền bảo mở rương sách của ông ra xem. Chỉ thấy trong đó duy nhất một bộ Đại Huệ Thiền Sư Ngữ Lục, không còn gì khác. Việc này có thể xem ở Thượng Trực Biên và Kim Thang Biên, chú giải của soạn giả. Chu Hy thường cùng Lữ Đông Lai và Trương Nam Hiên tìm đến tham bái nhiều vị thiền lão thạc đức khắp nơi. Riêng đối với thiền sư Đạo Kim có quan hệ hết sức mật thiết. Ngài Đạo Kim nhiều lần khai thị, thường răn nhắc cảnh tỉnh ông trong sự tu tập. Khi thiền sư Đạo Kim viên tịch, Chu Hy có soạn một bài văn tế được chép lại trong Hoành Giáo Tập, chú giải của soạn giả. Vì thế, trong những chú thích giảng giải của Chu Hy về các sách đại học Trung Dung, khi luận về tâm tánh thì phần cốt yếu đều rất gần với tư tưởng của nhà thiền. Chu Hy về già sống ẩn dật trong nhà tranh vách đất, thường tụng kinh Phật, có sáng tác tập thơ Trai Cư Tụng Kinh. Nếu nói rằng Chu Hy hoàn toàn không biết đến kinh Phật thì quả là sai lầm. Có lần Lỗ Công đàm luận cùng Khổng Tử, nói ra nhiều điều hay. Khổng Tử khen ngợi, Lỗ Công nói: "Đó không phải ý tôi nghĩ ra được, chỉ là tôi nghe được từ thầy." Khổng Tử đáp rằng: "Đó là vua đang làm theo đúng đạo, tâm ngay thẳng, chính trực là đạo." Xét theo như việc này thì những người yêu kính Chu Hy cũng không cần phải che giấu sự thật là Chu Hy học hỏi theo kinh Phật. Chú giải của soạn giả. Luận giải về tâm. Tâm không ở trong. Những người mê muội thường cho rằng tâm ở trong thân này. Đó chỉ là do nhận lầm cái tâm thuộc về lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể là tâm, hay trái tim. Lại cho đó chính là thể rỗng rang linh diệu, mà không biết rằng có một tâm hữu hình hay trái tim. Tùy thuộc thân xác này thường sinh thường tử, lại có một tâm vô hình hay tâm thức không tùy thuộc thân xác này nên không có sinh tử. Những biện luận như thế này dường như chỉ có giá trị nhiều trong nguyên tác, bởi chữ Hán dùng cùng một chữ tâm cho trái tim và tâm thức. Trong tiếng Việt thì sự phân biệt giữa trái tim hữu hình với tâm thức vô hình là quá rõ ràng và không thể gây nhầm lẫn. Tâm hữu hình hay trái tim ở trong thân thể, còn tâm vô hình hay tâm thức không ở trong thân thể. Nếu như nói hai tâm ấy chỉ là một, ắt là tâm nhân từ, thương dân, quốc nghiêu, thuấn với tâm bạo ngược, ác độc, quốc kiệt, trụ phải cách xa nhau như trời với đất. Lại vì sao cùng mắc phải tâm bệnh mà có trường hợp phải chẩn đoán dùng thuốc men, có trường hợp lại phải dùng các phương pháp điều trị tâm lý? Do đó mà biết là cái tâm cần phải dùng thuốc men với cái tâm thiện ác vốn rõ ràng là hai tâm khác nhau. Tâm không ở ngoài. Lại có người ngờ rằng cái tâm hữu hình kia đã chẳng phải tâm thức, ắt hẳn cái khả năng thấy, khả năng biết của ta chính là tâm. Nhưng những đối tượng của sự thấy, biết đều là ở bên ngoài. Như vậy cho thấy cái tâm có thể thấy, có thể biết đó cũng ở bên ngoài. Những người này thường ví như việc nhắm mắt quay nhìn bên trong không thấy, chỉ có khả năng nhìn thấy những vật đối diện mình, không thể từ những chỗ bên trong như chân mi, đáy mắt, da mặt mà tự thấy được hình thể. Lại ví như thân ở bên ngoài căn nhà, tất nhiên chỉ có thể nhìn thấy được tường, vách, cửa sổ từ bên ngoài, mà không thể từ ngoài nhìn vào thấy được những chỗ ẩn khuất bên trong. Xin thưa, không đúng như thế. Cái khả năng biết khổ, biết đau chính là tâm ta. Như người khác uống vị thuốc hoàng liên, ta không thể cảm thấy đắng miệng, như mũi chích trên da thịt ta liền kêu đau. Vậy có thể nói rằng tâm ở bên ngoài được chăng? Tâm không ở khoảng giữa. Lại có người ngờ rằng
Tâm đã chẳng ở trong, cũng chẳng ở ngoài, và nhất định là nó có lúc vào trong, có lúc ra ngoài, nên phải ở nơi khoảng giữa. Xin thưa, không đúng như thế. Nếu có vào ra, tức chẳng phải ở khoảng giữa. Nếu xác định ở khoảng giữa, ắt không có vào ra. Hơn nữa, biết dựa vào đâu mà gọi là khoảng giữa? Nếu cho rằng khoảng giữa đó nằm bên trong da, thì vẫn giống như thuyết cũ là tâm ở bên trong. Nếu cho rằng khoảng giữa đó nằm bên ngoài da, thì vẫn giống như thuyết cũ là tâm ở bên ngoài. Lại tiến xa hơn để tìm khoảng giữa, thì bất quá trong các nếp nhăn của da cũng chỉ là những cáo ghét dơ bẩn. Đó lại là tâm của ta được sao? Tâm không phải vừa có hiện hữu vừa không hiện hữu. Hoặc có người nói rằng, nếu tâm không hiện hữu, ắt là nhìn không thể thấy, nghe không thể nghe, ăn cũng chẳng biết mùi gì. Còn nếu như nhìn có thể thấy, nghe có thể nghe, ăn có thể biết được mùi gì, đó tức là tâm có hiện hữu. Như vậy, tất nhiên là tâm phải vừa có hiện hữu, vừa không hiện hữu. Đáp rằng, sáu thức đó, tức nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, chẳng phải là tâm. Ví như khi nhìn thấy người con gái đẹp, tâm liền khởi sinh ái nhiễm, đó là do con mắt, nhãn căn. Với hình sắc, sắc trần tiếp xúc nhau mà thành nhận biết, nhãn thức. Nghe nói đến cái mơ chua thì tự nhiên sinh nước dãi trong miệng, đó là do lưỡi và vị chua tương cảm với nhau mà thành thức. Từ nơi rất cao nhìn xuống thấp, hai chân tự nhiên run rẩy, đó là do thân với cảm xúc thúc bách nhau mà thành thức. Nếu nhận những thức ấy là thể tánh rỗng rang linh diệu không mê muội của tâm, đó là sai chỉ hào ly mà lệch đi ngàn dặm. Người xưa nói rằng, cội nguồn sinh tử trong muôn kiếp, người mê không biết nhận chân tâm, chính là nói đến ý này. Tâm bao trùm hư không. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật bảo ngài A Nan rằng, cả mười phương hư không sinh khởi trong tâm ông, chẳng qua cũng chỉ như đám mây nhỏ điểm giữa bầu trời mênh mông. Đức Phật bảo ngài A Nan 7 lần chỉ ra nơi chốn của tâm, 7 lần hỏi, 7 lần đáp, phá sạch tất cả những nhận thức sai lầm hư vọng, sau đó mới dần dần hiển lộ chân tâm nhiệm màu sáng suốt, khiến cho ngài A Nan được nhất thời tỏ ngộ, có thể nói là một cuộc hiển bày hết sức tường tận, sâu xa, uyên ảo. Lời bàn: chữ tâm vốn dĩ đã mang nghĩa mơ hồ không rõ rệt, chữ dữ lại càng không xác định. Nếu vẫn quyết lòng phải nói ra cho rõ cái ý nghĩa, giữ tâm hẳn chỉ càng thêm sai lệch, chỉ nên hướng đến những việc từ chưa từng bạo ngược nhân dân, cũng như cứu người lúc nguy nan nhân dân, mà hiểu rằng đó là chỗ giữ tâm hiền thiện của đế quân, liền cung kính nỗ lực làm theo như vậy là được. Ắt được trời ban phước lành. Giảng rộng: câu trên nói giữ tâm hiền thiện như ta, đó là nhân. Câu này nói trời ban phước lành, đó là quả. Chữ ắt được có nghĩa xác quyết, như người trồng dưa ắt được hái dưa, trồng đậu ắt được hái đậu, nhất định không thể có mảy may sai lệch. Hoàn toàn không phải như thuyết của những kẻ uổng đọc sách thánh hiền rằng ý trời từ muôn thuở có thể biết, ý trời trong đời suy mạc này không thể biết. Chữ trời có thể chỉ hình sắc thể chất nhìn thấy, tức là bầu trời, cũng có thể chỉ vì chủ tể của vạn vật. Khi dùng chỉ vì chủ tể của vạn vật thì trời có nghĩa là Thượng Đế Chí Tôn hay Ngọc Đế. Các nhà nho về sau tránh né không muốn dùng danh xưng Thượng Đế, nên dùng chữ Lý để thay thế. Nhưng chữ ấy thật chưa đủ nghĩa, bởi vì người đời nói đến Thượng Đế đều có ý kính sợ. Nếu chỉ dùng một chữ Lý để thay, đâu có ai kính sợ. Ví như có người con gái xinh đẹp trong căn phòng kín, có người bước vào phòng ấy, tâm ham muốn nhục dục bỗng dưng bùng phát. Chợt nghe có người bảo rằng, trong phòng này có thánh tượng của Ngọc Hoàng Thượng Đế, cô gái ấy đến đây để dâng hương. Khi ấy, cho dù là kẻ cực kỳ xấu ác, ắt cũng phải sinh lòng kính sợ, chưa hẳn ở ngay trước tượng Ngọc Đế mà dám buông thả làm càn. Nhưng nếu thay vì thế lại nghe có người bảo rằng, nếu ông làm việc càn rỡ như thế là hoàn toàn không theo đúng lý, mà trái nghịch với lý, tức là đắc tội với chính danh thánh giáo, không thể gọi là người quân tử. Thử hỏi người ấy, trong lúc lòng ham muốn nhục dục đang bùng phát mạnh mẽ, có thể nghe qua lời ấy mà đột nhiên dập tắt ngay chăng? Cho nên biết rằng
việc dùng chữ trời để chỉ Ngọc Đế có thể khuyên răn giáo hóa người học, thật là có công với nho giáo. Nếu chỉ dùng một chữ lý mà nói, ấy là mở tung cánh cửa buông thả, không còn e dè sợ sệt cho người trong thiên hạ, nên không thể dùng đó mà dạy dỗ giáo huấn được. Nên người xưa có lời rằng: người người đều biết kính sợ dân theo đạo lý, đó là đầu mối để thiên hạ được an trị. Người người đều không biết e dè sợ sệt, đó là đầu mối khiến thiên hạ đại loạn. Huống gì trong thế gian này, muôn sự muôn vật đều không chỗ nào ra ngoài chữ lý. Nếu nói trời là lý, khái niệm về lý là một trong những phát triển về nội dung triết học trong nho giáo qua nỗ lực tiếp thu và hoàn chỉnh của các nhà nho từ Trình Hạo, Trình Di trở về sau. Trình Hạo chủ trương thiên tức lý giả, qua đó xem lý là cội nguồn, bản thể của vũ trụ, nên đó tức là trời. Trình Di lại nói tính giả, lý giả, và hiểu khái niệm tính ở đây tức là tính thiện của con người. Đoạn này, tiên sinh An Sĩ đưa ra các lập luận đều để chỉ rõ các khái niệm còn chưa rõ nghĩa của các nhà nho về lý, tính, vân vân. Thì tính cũng là lý. Các nhà nho gọi mệnh trời là tính, rút lại thì lý mệnh cũng gọi là lý. Suy xét ra như vậy, thật không thể không bật cười. Đời Tống, tiên sinh Lục Tượng Sơn. Lục Tượng Sơn, tức Lục Cửu Uyên, sinh vào năm 1139 và mất năm 1192, là người tiếp nối những tư tưởng của Trình Di, Trình Hạo, nhưng đưa ra rất nhiều phát kiến giúp cho hệ thống tư tưởng này được hoàn chỉnh hơn. Năm lên 6 tuổi, một hôm bỗng khởi sinh thắc mắc, không biết tận cùng của vũ trụ trời đất này là nơi đâu. Suy nghĩ mãi về điều này đến nỗi suốt đêm không ngủ được. Đến khi đã thành một ông già tóc bạc, mỗi ngày vẫn luôn suy nghĩ mà không biết ông trời mình vẫn đội trên đầu đó thật ra là gì, lại có thể an bày sắp xếp hết thảy các loài hữu tình có sinh mạng như thế. Tiên sinh Y Xuyên. Tiên sinh Y Xuyên, tức Trình Di. Tham vấn Thiệu Khang Tiết. Thiệu Khang Tiết, tên thật là Thiệu Ung, tự là Nghiên Phu, hiệu là Khang Tiết, sinh năm 1011, mất năm 1077. Chỉ cái bàn ăn trước mặt mà hỏi, như cái bàn này là nằm trên mặt đất, không biết cả vũ trụ trời đất này thật ra là nằm ở đâu. Tiều Khang Tiết hết lời luận giải lý lẽ về trời đất vạn vật cùng với lục hợp. Lục hợp chỉ trời đất và bốn phương đông, tây, nam, bắc. Y Xuyên kinh hãi thán phục rằng, trong đời ta xưa nay chỉ biết được duy nhất có Chu Mậu Thúc. Chu Mậu Thúc chỉ Chu Đôn Di. Biện luận được đến như thế này. Xem chuyện này trong sách Thánh Học Tông Truyền, chú giải của soạn giả. Than ôi, ai dám nói chắc rằng các bậc đại nho xưa không hề để tâm nghiên cứu về vũ trụ trời đất. Con phù du tuy không biết đến sáng tối trong ngày. Đời sống con phù du quá ngắn ngủi, chỉ trong phút chốc, nên không thể biết đến chu kỳ sáng tối của trọn một ngày đêm. Con gia sầu tuy chẳng biết được xuân thu trong năm. Con gia sầu sống trong mùa hè, nên không biết đến mùa xuân trước đó và mùa thu sau đó. Nhưng cái chu kỳ sáng tối với bốn mùa có bao giờ là vì thế mà mất đi chăng? Nên phải biết rằng, trong ba cõi. Ba cõi tức tam giới. Theo kinh Phật thì tất cả chúng sinh trong luân hồi đều không ra ngoài ba cõi, là cõi dục, dục giới, cõi sắc, sắc giới và cõi vô sắc, vô sắc giới. Quả thật có 28 cảnh trời rất nên phù đính vào đây, sau các thuyết của Liêm Khê, Khang Tiết. Liêm Khê tức Chu Đôn Di. Để giúp cho những ai có sự thắc mắc cầu học giống như tiên sinh Y Xuyên cũng có thể tìm được lời giải thích. Tên gọi các cảnh trời. Sáu cảnh trời thuộc cõi dục. Kể từ bên dưới tầng đất nước của thế gian trở lên cho đến cảnh trời tha hóa tự tại đều gọi chung là cõi dục. Vì chúng sinh trong cõi này đều có tham dục. Từ dưới đếm lên có cả thảy sáu cảnh trời, tuần tự kể ra như sau. 1. Cảnh trời tứ dương, tứ dương thiên. Do bốn vị đại thiên dương phân chia cai quản bốn đại bộ châu, mỗi châu rộng 42.000 do tuần. Cung điện cư trú của mỗi vị
đều nằm trong phạm vi của một mặt trời, một mặt trăng. 2. Cảnh trời Đao Lợi, Đao Lợi Thiên. Tiếng Phạn dịch âm là Đao Lợi, mang nghĩa là 33, nên cũng gọi là cảnh trời 33, tam thập tam thiên. Giữa trung tâm là nơi cư trú của vị Đế Thích, tám phương chung quanh. Tám phương bao gồm bốn phương chính là Đông, Tây, Nam, Bắc, và bốn phương phụ là Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam và Tây Bắc. Mỗi phương đều có bốn vị đại thần phù giúp, hợp thành đủ số 33, nên có tên gọi như vậy. Không phải là từ dưới lên trên có 33 tầng trời, từ mặt đất lên đến cảnh trời Đao Lợi là 84.000 do tuần. 3. Cảnh trời Dạ Ma, Dạ Ma Thiên. Từ cảnh trời này trở lên, những người tu tiên không hề biết đến, nên các sách của đạo gia không nhắc đến các tên này. 4. Cảnh trời Đâu Xuất, Đâu Xuất Thiên. 5. Cảnh trời Quá Lạc, Quá Lạc Thiên. 6. Cảnh trời Tha Quá Tự Tại, Tha Quá Tự Tại Thiên. 6 cảnh trời này trải qua thời gian mỗi một kiếp, rồi đều sẽ bị năng lửa hủy hoại. Trong thời gian tồn tại thì thọ mạng dài ngắn, cho đến cung điện thành ấp như thế nào, hình thể y phục nặng nhẹ ra sao đều có ghi rõ trong Đại Tạng Kinh, ở đây không thể kể ra hết. Lời bàn. Đế Quân nói rằng ắt được trời ban phước lành, như vậy là ai ban? Chính là vị Đao Lợi Thiên Dương. Nho gia tôn xưng là Ngọc Hoàng Thượng Đế, đạo gia tôn xưng là Ngọc Đế hoặc Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Trong kinh Phật thường gọi là Tam Thập Tam Thiên Dương hoặc Đế Thích hoặc Thích Đề Hoàng Nhân. Thật ra cũng chỉ đến một vị Thượng Đế có quyền uy thống nhiếp hết bốn vị Đại Thiên Dương.